Ngày nay, xu hướng SUV hóa đang ngày càng lên ngôi ở trên thế giới và Việt Nam, cũng không ngoại lệ. Đặc biệt, những mẫu SUV cỡ nhỏ, giá rẻ được người dùng ưu tiên hơn cả với sự xuất hiện của Kia Sonet, Toyota Raize, VinFast VF5 Plus. Trong thời gian tới, nhiều khả năng Honda WZV 2023 cũng xuất hiện khiến sự cạnh tranh càng trở nên nóng bóng hơn, giúp người dùng có nhiều lựa chọn. Honda VKZV 2023 mới là mẫu SUV hạng A lần đầu tiên trình làng tại thị trường Indonesia vào cuối năm 2022. Sau Indonesia, thị trường tiếp theo đón nhận mẫu SUV hạng A này chính là Thái Lan. Theo giới truyền thông Thái Lan, Honda VKZV 2023 sẽ chính thức ra mắt thị trường này vào đầu tháng sau. Như vậy, trong tháng 3 tới đây, hãng Honda sẽ ra mắt hai mẫu SUV mới tại Thái Lan là VKZV và CZV. Khi có mặt tại thị trường Thái Lan, Honda VKZV 2023 giá rẻ sẽ không có đối thủ trực tiếp. Hiện các mẫu SUV hạng A như Toyota Raize, Kia Sonet hay Nissan Magnai đều không được bán tại thị trường Thái Lan. Đây có thể sẽ là một lợi thế lớn dành cho Honda VKZV mới. Chưa rõ sau Indonesia và Thái Lan, mẫu SUV hạng A này có được bán ở Việt Nam hay không? Chỉ biết rằng, trong năm nay, mẫu MPV 7 chỗ Honda BZV 2023 dự kiến sẽ được bán ở Việt Nam dưới dạng xe nhập khẩu từ Indonesia. Honda VKZV 2023 dành cho Thái Lan dự kiến sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, tương tự người anh em BZV. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu xe ở Thái Lan có thông số kỹ thuật, thiết kế và trang bị tương tự Honda VKZV 2023 tại Indonesia. Ưu điểm Điểm mạnh khiến Honda VKZV 2023 tự tin xâm nhập thị trường Việt Nam đến từ thương hiệu, người dùng trong nước vẫn luôn có thiện cảm với những dòng xe Honda bởi thiết kế hiện đại, khả năng tiết kiệm chi phí sử dụng và bền bỉ. Honda V 2023 còn gây ấn tượng với người dùng, bởi đây là chiếc xe xăng có động cơ mạnh mẽ nhất phân khúc. Theo đó, Honda V 2023 sử dụng động cơ là loại 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít sản sinh công suất 119 mã lực và mô men xoắn 145 Nm cỗ máy trên kết nối với hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, Kia Soulnet cũng dùng động cơ 1.5 lít nhưng công suất chỉ 113 mã lực, còn Toyota Rise máy 1 lít turbo với công suất 100 mã lực. Honda V 2023 chỉ thua mỗi mẫu xe điện VinFast VF5 Plus có công suất 138 mã lực. Ngoài ra, ở khả năng bảo vệ hành khách, Honda V còn được trang bị gói công nghệ an toàn Honda Sensing, gồm nhiều tính năng cao cấp như hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo trạch làn, kiểm soát hành trình thông minh, đèn pha thích ứng, thông báo xe phía trước khởi hành. Nhược điểm Ở chiều ngược lại, Honda VKZV 2023 có một số điểm yếu khi đặt cạnh các đối thủ cùng phân khúc. Cụ thể, Kia Soulnet có chiều dài rộng cao lần lượt là 4.120mm, 1.790mm, 1.642mm, chiều dài cơ sở 2.500mm. Trong khi đó, Toyota Raize có chiều dài rộng cao lần lượt là 4.030mm, 1.710mm, 1.605mm, chiều dài cơ sở 2.525mm. Kích thước sẽ ảnh hưởng nhiều đến không gian nội thất bên trong xe, nên việc Honda VKZV 2023 nhỏ hơn, các đối thủ sẽ là điểm trừ. Tuy nhiên, những dòng xe Honda đều có khả năng tối ưu không gian tốt, nên người dùng có thể kỳ vọng sự thoải mái mà VKZV mang lại khi trải nghiệm thực tế. Bên cạnh đó, Honda VKZV 2023 cũng giống như nhiều mẫu xe Honda khác khi dự kiến có giá bán cao nhất phân khúc. Ở thị trường Indonesia, Honda VKZV có 3 phiên bản gồm E, ZS và ZS với giá giao động 430 đến 491 triệu. Nếu khi về Việt Nam, mức giá được dự đoán trong khoảng 600 đến 700 triệu. Nhìn chung, Honda VKZV 2023 vẫn là chiếc xe ASUV đáng chờ đợi tại Việt Nam trong năm nay để gia tăng sức ép lên kia sâu net Toyota Raize, VinFast VF5 Plus